chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Bính Thìn sinh 1976, nghèo khổ thế đủ rồi. Đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 trở mình sang trang, tiền vàng nườm nượp kéo về, giàu sang gian danh. Quý khả khán giả thân mến, cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước. Nó được gọi là tính bất biến của định mệnh. Ví như Bính Thìn không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn tháng sinh, phụ mẫu hoặc huynh đệ, tỷ muội, không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch. Tuổi Bính Thìn phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời. Vì Bính Thìn không có quyền lựa chọn nên nó là định mệnh. Số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi. Bính Thìn có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi. Ví như gia cảnh không giàu có, Bính Thìn có thể chọn chăm chỉ, cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang. Khi tình cảm không nồng thắm, Bính Thìn có thể lựa chọn bao dung bạn đời hoặc thay tâm đổi tính để bình hòa bên nhau. Nên không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô lập, khổ đau. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Bính Thìn tránh được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý, tiền tỷ gửi ngân hàng. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Thìn ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, Bính Thìn sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào cho đến thời điểm trở nên kiên cường, là lựa chọn duy nhất mà Bính Thìn có đều muốn thực hiện. Vậy đừng bỏ cuộc khi chưa đạt được nó. Có bao nhiêu tiêu cực, bao hơi thở của sự u sầu, cứ hít vào rồi thở ra, trả lại cho vũ trụ bao la. Bính Thìn tả được, Bính Thìn cần làm, nên làm là chữa lành cho những mảnh tinh thần đã và đang dở dụng ra của chính Bính Thìn, chứ không phải quan tâm thêm về thế giới phía bên ngoài. Không nhiều người sẽ hiểu cuộc hành trình nhân sinh của Bính Thìn, nhưng Bính Thìn sinh ra là để sống cuộc đời của mình, trải nghiệm mọi khía cạnh buồn vui, chứ không sinh ra để cần người khác hiểu. Thế nhân không quan tâm đến Bính Thìn, còn mình thì có, nên mình mong Bính Thìn một người xa lạ, đang vất vả ngược xuôi sẽ sớm được yên bình. Cố lên nhé Bính Thìn, cho đáng những tháng ngày Bính Thìn đã bền lòng, bền trí, vững dạ, kiên tâm, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Và một ngày nào đó khi thức dậy, Bính Thìn sẽ không còn quơ tay lấy điện thoại, sẽ không còn hối hả ra ngoài tìm kiếm sự bình yên, sẽ không còn thở dài, chán nản cho những gì mình đã trải tâm cam. Bính Thìn sẽ chỉ thấy sự tĩnh của tâm linh, sự lặng của tâm tình, sự đạm nhiên của tâm hồn đến từ trong chính con người bạn, chứ không phải từ thế giới bên ngoài hay những người xung quanh. Một ngày nào đó, Bính Thìn sẽ bình thản nhìn lại những gì mình đã trải, dù đau, dù buồn, dù vui, dù cười, dù khóc lóc hay hoan ca, cũng chỉ là muôn dạng nhiều màu của nhân sinh, là một thoáng vận hành của nhân quả. Cái Bính Thìn mất chính là cái Bính Thìn không nên được, cái Bính Thìn được dù tiêu cực hay tích cực, cũng là điều Bính Thìn xứng đáng được hưởng mà thôi. Sống ở đời, nếu sai thì nên sửa, nếu ngã thì nên đứng dậy, nếu bị người bạc thì cười mỉm vì bớt một phần nợ, nếu bị người hại thì cứ tâm niệm rằng biết đâu ta từng phụ họ ở kiếp nào đó vô minh. Tiền chưa có dậy thì đi làm, kiến tha lâu ngày rồi cũng sẽ đầy tổ. Tình chưa có dậy thì thong thả, cứ để mọi sự sắp xếp thần kỳ của cái được gọi là nhân duyên. Thế giới này từng đen tối với Bính Thìn, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng. Rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ Bính Thìn cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Bính Thìn suốt những ngày dài. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, đất lẫn trong cát. Những người tuổi Bính Thìn rất thông minh, trung thực và kiên nhẫn. Họ dịu dàng trong cách cư xử, siêng năng trong công việc, độc lập trong cuộc sống, có sự nhiệt tình và quyết tâm để làm tốt mọi việc. Họ có khả năng làm việc, quản lý xuất sắc và ý kiến sáng tạo. Vì vậy, họ được sinh ra với khả năng lãnh đạo về những bất lợi. Họ luôn đáp ứng theo tình hình, do đó họ không có khả năng dính vào các vấn đề chính của nguyên tắc. Điều này có xu hướng để lại cho mọi người một ấn tượng không đáng tin cậy. Họ không giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ xã hội. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh sa trung thổ, tức là đất pha cát,
Sự kiên định chính là một trong những tính cách nổi bật của những người mệnh thổ. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ quyết chí thực hiện cho đến cùng, mặc cho bất cứ khó khăn nào xảy đến. Tuy nhiên, người tuổi này đôi lúc sẽ tỏ ra bảo thủ, khăng khăng làm theo ý muốn của mình mà không nghe theo ý kiến từ người khác. Dù luôn thể hiện thái độ cứng rắn, những người tuổi Bính Thìn lại có nội tâm nhạy cảm, dễ mũi lòng trước những chuyện cảm động. Trong chuyện tình cảm, họ rất ít khi nói những lời tán tỉnh ngọt ngào mà chỉ bày tỏ cảm xúc qua những hành động chân thành. Chính vì thế, họ bị đánh giá là những người khô khan, ít quan tâm tới người mình yêu. Những người tuổi này có lối sống cô độc, không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Chỉ những ai được người tuổi Bính Thìn coi là tri kỷ thì họ sẽ dốc lòng giúp đỡ. Trong những lúc khó khăn, họ có óc sáng tạo phong phú, có lý tưởng hướng đến sự mới mẻ, rất thích hợp với các ngành nghề hiện đại như viễn thông, thương mại điện tử. Sự nghiệp của họ tăng lên đều đặn, họ có thể trở thành một nhà lãnh đạo với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Vào một ngày nào đó, trong lĩnh vực công việc, họ có thể dễ dàng có được tất cả lòng tin với người giám sát và đồng nghiệp. Họ tin tưởng và hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và không khí đồng đội rất hòa đồng. Tài sản giàu có cho những người tuổi Bính Thìn ngày càng tốt hơn. Với sự phát triển của sự nghiệp, họ có thể nhận được nhiều tiền lương và hiệu suất cao hơn. Trong thời gian rảnh rỗi, họ thích đầu tư, điều này cũng sẽ mang lại sự giàu có đáng kể cho họ. Nhưng họ không nên quá tham lam và nên tránh đầu tư rủi ro cao. Họ nên tham khảo thêm các chuyên gia và lắng nghe đề xuất của người khác trước khi đầu tư. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Bính Thìn vấp phải sự cản trở của cục diện tương xung thái tuế. Bản mệnh được dự báo sẽ phải đối mặt với không ít thử thách và rắc rối. Tác động bất lợi có thể đến từ các nguyên nhân khách quan, nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, hung giận lớn cũng gây nên sóng to gió lớn. Con giáp này làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập. Bản mệnh cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tài tinh bị tổn hại, tốt nhất tuổi Bính Thìn nên tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen hay đầu tư mạo hiểm. Đặc biệt là nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, vì thế, bạn chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Sức khỏe của tuổi Bính Thìn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này không được lý tưởng cho lắm. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bạn có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Tình cảm vợ chồng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này không có nhiều biến động, nhưng cũng dần thiếu đi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt. Nếu không sớm hâm nóng tình cảm, mối quan hệ đôi bên rất dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần. Người độc thân vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, do gặp tương xung cục nên công việc của tuổi Bính Thìn có sự cản trở và trì trệ. Bản mệnh được khuyên phải hết sức thận trọng, không nên đặt niềm tin ở ai đó một cách tuyệt đối, kể cả người thân tín nhất, đề phòng trường hợp vì tiền bạc, quyền lợi làm mờ mắt mà từ bạn trở mặt thành kẻ thù. Công việc xuất hiện nhiều trở ngại, tiến độ trì trệ, cách xử lý công việc cũ kỹ cũng dần lộ ra sự bất cập. Bản mệnh cần có sự điều chỉnh phù hợp. Trước khi tiến hành công việc, bạn cần tính toán kỹ càng, quan sát tình hình để có thể ứng biến kịp thời. Các kế hoạch trong thời điểm này của con giáp này khó hoàn thành đúng hẹn hoặc rất dễ đổ bể nửa chừng, thách thức ngày càng gia tăng kéo theo áp lực không nhỏ. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, hung giận lớn gây nên sóng to gió lớn, bản mệnh làm gì cũng cần tiến hành từng bước, làm đến đâu chắc đến đấy mới tránh nhận thất bại. Mưu đại sự ở thời điểm này không phải là ý định khôn ngoan,
môi trường làm việc cạnh tranh quyết liệt cũng sẽ mang đến không ít căng thẳng cho bản mệnh. Có những việc không như ý xảy ra và mọi người đổ lỗi cho nhau vì lo sợ trách nhiệm. Bạn cần thận trọng bởi có kẻ tiểu nhân hãm hại, không nên sao nhãng hay chủ quan trong thời gian này. Thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách tốt nhất để tự bảo vệ bản thân. Bạn nên tránh tất cả những vấn đề có thể dẫn tới xung đột trong thời điểm này. Nếu không, người chịu thua thiệt có thể là chính bạn, còn kẻ tiểu nhân vẫn nhẫn nhơ gây họa. Nhìn chung, công việc của con giáp này gặp nhiều khúc mắc, nguyên nhân chủ quan có mặt khách quan cũng nhiều. Dù chủ yếu là các nguyên nhân khách quan nhưng bản mệnh cũng không thể phó mặc cho hoàn cảnh mà không chịu cố gắng. Rất may mắn trong thời điểm này là nguyệt lệnh lâm dưỡng, dù phải bao phen trầy chật nhưng tinh thần làm việc của tuổi Bính Thìn vẫn rất hăng say. Cũng có những lúc cảm thấy mệt mỏi và lạc lối, nhưng bạn lấy lại quyết tâm rất nhanh. Hãy suy nghĩ thật bình tĩnh và tỉnh táo, bạn sẽ sớm tìm ra hướng giải quyết tốt mọi việc. Những lúc có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và rơi vào tình trạng căng thẳng, bạn hãy gạt bỏ lo lắng sang một bên để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Hãy biết hài lòng với từng nhiệm vụ mà mình vừa hoàn thành, điều đó sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực hữu hiệu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Bước sang từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Bính Thìn bị đại hao hung tinh chiếu mệnh, tài tinh bị tổn hại là điềm báo tuổi Bính Thìn dễ bị hao tài tốn của. Bản mệnh dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó, bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh, những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh, vì sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được. Vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt, bạn nên tránh những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, cho dù lợi nhuận hứa hẹn có lớn đến đâu. Khi có người khuyên can thì nên dành thời gian xem xét, tính toán lại một lượt cẩn thận, không bao giờ là thừa. Vận may về tiền bạc trong thời điểm này không nhiều, bản mệnh nên tiết chế chờ đợi thời cơ chín mùi. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, nguyệt lệnh ở thời kỳ lâm dưỡng, bạn cần chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm thời gian này, tuổi Bính Thìn cũng nên tránh cho dây mượn, lại thêm cục diện tương xung ảnh hưởng. Chuyện tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt, đụng tới lợi ích sẽ rất khó giữ được cái tình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, ở phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn cũng nên dành sự quan tâm cần thiết cho thể trạng của mình. Áp lực cuộc sống và công việc gia tăng, nếu không có chế độ chăm sóc cơ thể phù hợp, bản mệnh có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Đôi khi, bạn cứ để công việc bận rộn cuốn đi mà bỏ bê việc ăn uống hay nghỉ ngơi. Tuy hiện tại vẫn nghĩ bản thân có thể chịu đựng được, nhưng về lâu dài sẽ có những hệ lụy mà bạn không lường trước hết được hậu quả. Bên cạnh việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, con giáp này cũng nên rèn luyện thể dục thể thao vừa sức, kết hợp ăn uống điều độ để nâng cao sức đề kháng. Việc vận động cũng giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn, đủ năng lượng để làm việc mình muốn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Thìn từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này cũng không thật sự lý tưởng. Mối quan hệ dù không có nhiều biến động nhưng cũng đang dần thiếu đi sự nồng nhiệt. Nếu cứ để mặc tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp hâm nóng, thì tình cảm của hai bạn sẽ ngày càng nhạt nhòa. Rất dễ xuất hiện những vết nứt cứ lớn dần, thậm chí còn tạo cơ hội thuận lợi cho kẻ thứ ba chen chân. Tương xung cục ảnh hưởng còn khiến cho mối quan hệ của đôi bên đứng trước thử thách. Bản mệnh có thể phải chịu tác động trước những lời đàm tiếu của người ngoài. Dù có nghe được thông tin gì, bạn cũng nên xác nhận lại một lần với nửa kia trước khi đưa ra nhận định. Vợ chồng bên nhau khó tránh những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Dù không phải là mâu thuẫn quá lớn thì cũng xuất phát từ những va chạm trong cuộc sống thường ngày. Không những tinh thần hai bạn bị ảnh hưởng mà các thành viên trong nhà cũng chẳng thể vui vẻ nổi. Vì vậy, dù không bằng lòng nhau điều gì, con giáp này cũng nên nói rõ ràng, đừng giữ mọi thứ trong lòng mà sinh hậm hực, hoặc nếu có tranh luận,
tìm nơi vắng vẻ chỉ có hai người. Đừng cãi giả trước mặt con cái và người lớn trong nhà. Nếu muốn được tôn trọng, bạn cũng nên dành điều tương tự cho đối phương. Người độc thân thời điểm này vẫn cần cố gắng nhiều hơn mới thoát được cảnh một mình. Bạn có thể dành nhiều thời gian gặp gỡ, hẹn hò nhiều hơn. Đừng mãi diện cớ bận bịu công việc, bởi một khi đã muốn thì con người ta sẽ tìm cách thay vì diện lý do. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Bính Thìn sinh 1976. Ngày mùng 10 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của tuổi Bính Thìn có nhiều cơ hội mở ra với những người đang tìm kiếm công việc mới. Khởi nghiệp cũng rất suôn sẻ, những thành quả đạt được trong hôm nay đủ khiến bạn hài lòng, tài chính cũng dư dả. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có mối quan hệ với người khác giới rất tốt, không chỉ có lợi cho công việc mà còn cả chuyện tình cảm của bạn. Quý nhân của bạn trong ngày này cũng sẽ là người khác giới. Trong ngày này, người độc thân có cơ hội gặp được người mình thích. Ngày 14 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh kiếm tiền thuận lợi, dễ gặp được quý nhân dìu dắt. Cơ hội cải thiện tài chính không phải lúc nào cũng có sẵn, nên bạn phải nhanh tay nắm bắt ngày này để mọi việc suôn sẻ. Việc mở rộng quan hệ sẽ rất có lợi và cũng đảm bảo cho việc hợp tác trong tương lai sau này. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tuần này, thương hại giáng họa khiến người tuổi Bính Thìn vướng phải nhiều chuyện phức tạp và rắc rối do có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Bạn cần cẩn thận hơn trong việc kết giao với người khác, đồng thời nhắc nhở bản thân mình chớ nên nóng nảy, bởi càng nóng nảy thì bạn lại càng dễ rơi vào bẫy kẻ xấu bày ra. Trong công việc, do tâm tính của bản mệnh dễ bị kích động, điều này sẽ dẫn đến bạn đưa ra những quyết định sai lầm trước khi bắt tay vào một việc gì. Con giáp này nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn chứ không nên vội vàng làm theo cảm tính. Chuyện tình cảm trong tuần này, kim sinh thủy nên may mắn nữa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn trong tuần này. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy. Rất có thể hai người cùng trao đổi, bàn luận thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp. Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Tuần này bị kiếp tài chiếu mệnh, nên tuổi Bính Thìn gặp không ít bất lợi trong các kế hoạch kiếm tiền và làm giàu của mình. Điểm báo tử vi cho thấy, có thể những tai họa bất ngờ xảy ra sẽ khiến cho bản mệnh thiệt hại số tiền khá lớn. Bạn không lường trước được những chuyện có thể xảy ra và lơ là, mất cảnh giác. Tuần này, sự cẩu thả cũng là một phần nguyên nhân khiến cho công việc của bản mệnh trở nên rối rắm và bạn sẽ phải khá chật vật để có thể sắp xếp chúng vào trật tự như mong muốn. Nếu vẫn chưa tìm được đường hướng đi thì hãy hỏi người có kinh nghiệm. Trong tuần, ngũ hành xung khắc cũng là điềm báo cho thấy đây không phải là một tuần may mắn cho chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn có thể gặp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình hay bạn bè về nửa kia của mình. Tiếp theo là cẩm nang dượng vận cho tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết, công việc có sự cản trở, trì trệ, tài lộc bị tổn hại là điềm báo dễ bị hao tài tốn của. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Con số may mắn 73, 44 và 68. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Bính Thìn sinh 1976 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tý. Nếu Bính Thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc thì tuổi Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn đôi khi khiến tuổi Tý không hài lòng. Tuổi Bính Thìn với tuổi Sửu.
Nhìn thoáng qua, chúng ta sẽ thấy tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Tuổi Bính Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông, còn tuổi Sửu lại thích một không gian yên tĩnh, ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận và chắc chắn, còn tuổi Bính thì quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dần. Trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ, bởi tuổi Dần luôn muốn giành quyền lực và địa vị về tay mình. Còn tuổi Bính Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai. Họ dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mão sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như tuổi Bính Thìn và tuổi Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo, khác biệt, nhưng cùng có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Tuổi Bính Thìn sẽ là trợ thủ, giúp tuổi Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc, kẻ gian. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Bính Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình. Hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Bính Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn. Hai con giáp này trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó, bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Ngọ. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh, với đầu óc tính toán nhạy bén. Chính xác của tuổi Bính Thìn và con mắt nhìn ra trông rộng của tuổi Ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao. Tuổi Bính Thìn luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ và độc đáo, còn tuổi Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thân. Hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác tin cậy và trung thành. Họ sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn và thử thách. Bởi tuổi Bính Thìn và tuổi Thân đều ưa mạo hiểm, những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác sẽ là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dậu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Bính Thìn và tuổi Dậu phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Tuổi Bính Thìn sẽ luôn là người tiên phong giải quyết công việc, còn tuổi Dậu sẽ chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế và tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tuất. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tuất sẽ kết hợp hoàn hảo hơn trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Bính Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng rất cần đến sự trung thành và giúp đỡ của người tuổi Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù, là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn khiến cho tuổi Tuất cảm thấy không an toàn và sợ hãi. Tuổi Bính Thìn với tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng, thúc giục tuổi Bính Thìn tự tin tiến lên phía trước để phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh, sắc sảo, nhưng khi tuổi Bính Thìn gặp khó khăn, tuổi Hợi đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Tuổi Bính Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn, thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác và nhanh chóng. Bởi vậy, sự có mặt của tuổi Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Quý khán giả thân mến, con người trên thế gian ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi. Vì vậy, làm bất kể việc lớn nhỏ nào người ta đều xem phong thủy, đặc biệt là người phương Đông. Nói đến phong thủy, nhiều người thường nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như đất cát, nhà ở, nhưng kỳ thực trên thân người có 3 điểm phong thủy vô cùng quan trọng, mà dường như nhiều người lại quên mất. Muốn thay đổi vận mệnh của một con người, chỉ cần làm tốt 3 việc này,
Điểm phong thủy thứ nhất là tâm. Người ta nói tâm là phong thủy lớn nhất, tốt nhất của một người. Để có tâm tốt cần chú ý ba điều sau: nuôi dưỡng tâm thiện lương. Thiện lương là thiên tính của con người, là gốc rễ làm người. Cổ ngữ nói, người đã mất đi thiện lương thì có thể còn không bằng loài cầm thú. Người xưa cũng có câu, thiện có thiện, báo ác có ác báo. Người có tấm lòng thiện lương, làm nhiều việc thiện, việc tốt thì cuộc đời của người ấy nhất định sẽ tốt đẹp. Một người có thể không có phú quý, không có danh tiếng, nhưng nếu không có thiện lương thì là đã mất đi cái gốc làm người rồi. Ngày hôm nay nếu bạn gieo hạt giống thiện lương thì ngày mai nhất định sẽ thu được quả ngọt. Nuôi dưỡng tâm khoan dung. Mỗi người nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, để cân nhắc, lý giải những việc người khác khó xử. Khi gặp việc không như ý hay người khác đối xử không tốt với mình, thay vì thù giận, hãy mở lòng khoan dung. Bạn sẽ thấy sự việc không đến nỗi tồi tệ như bạn vẫn tưởng tượng. Xưa nay, người có tấm lòng khoan dung, độ lượng luôn được người khác tôn trọng, nguyện ý kết giao, cho người khác một đường lui, bạn sẽ nhận được phúc báo trong tương lai. Nuôi dưỡng tâm khiêm tốn. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, là một loại cảnh giới cao của tu dưỡng. Kiêu ngạo thì chiêu mời tổn hại, khiêm tốn thì được lợi. Con người nên là học theo sự khiêm tốn, vô tư và kiên định của đại địa. Trong dịch kinh giảng rằng, hết thầy pháp tắc làm người và đạo lý đều là thiên địa âm dương biến hóa. Trong mỗi một quẻ hào đều có hung và cát. Quẻ hung là để cảnh giới con người bỏ ác hành thiện, quẻ cát là động viên, khuyến khích con người phải mỗi ngày làm một việc thiện khác. Chỉ có quẻ khiêm, khiêm nhường là mỗi một hào đều là cát tường, may mắn. Điểm phong thủy thứ hai là miệng. Miệng của một người có thể tạo phúc, nhưng cũng có thể chiêu mời họa. Để dưỡng tốt điểm phong thủy này, cần nhớ ba điểm sau: không bóc trần thiếu sót của người khác. Mỗi người đều có những điểm thiếu sót, đều có khuyết điểm riêng. Cổ nhân có câu, nhân hoạt nhất, trương kiểm thụ hoạt nhất. Trương bị ý nói, con người sống không thể không có thể diện. Giống như cây cối không thể không có lớp vỏ. Khi thấy thiếu sót của người khác, nên lựa thời điểm nói, không nên nói trước mặt nhiều người. Mỗi người đều có thể diện của mình. Nếu ngày hôm nay bạn làm khó dễ người khác, ngày mai có thể bạn sẽ gặp phải chính tình cảnh ấy. Không bóc trần thiếu sót của người khác là một loại độ lượng. Miệng nói nhiều lời tốt đẹp, con đường đời của bạn sẽ ngày càng rộng mở hơn, được nhiều thiện duyên hơn. Không khoa trương, ba hoa. Rất nhiều người thường thích nói lời khoa trương, khoe khoang về bản thân, giống như không nói ra thì không thể hiện được cái bản sự của mình vậy. Đây là điều rất kỵ. Quý cổ nhân có câu, thiên ngoại hữu, thiên nhân ngoại hữu nhân. Ý nói, người tài còn có người tài hơn, cho nên khiêm tốn vẫn là tốt nhất. Không nói lời vô nghĩa, không thích hợp. Người có trí tuệ cao khi có việc cần nói sẽ nói, không có việc thì bảo trì sự im lặng tĩnh tại. Người nói những lời vô nghĩa sẽ không chỉ khiến người khác ghét bỏ mà còn chiêu mời họa. Thực tế chứng minh rằng, chỉ những lời nói đúng mực, chính xác và thích hợp mới có đủ sự thuyết phục đối với người nghe. Trong cuộc sống, những lời nói, lời giải thích sâu sắc được người khác hoan nghênh, lời sáo rỗng, vô nghĩa khiến người nghe khó chịu. Điểm phong thủy thứ ba là hành vi. Hành vi của một người cũng thể hiện ra sự tu dưỡng đạo đức của người đó. Mỗi hành vi, cử chỉ cũng sẽ đem đến vận khí khác nhau cho một người. Không có thành công bằng con đường tắt. Thành công mà một người đạt được là không có con đường tắt, cần phải trả giá bằng sự cố gắng thực sự. Người đầu cơ trục lợi bằng thủ đoạn nào đó thì tuy rằng nhất thời có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng vì nền tảng không vững chắc nên cuối cùng cũng không đạt được kết quả lý tưởng. Không hại người lợi mình. Làm hại người để mình được lợi thì nhất thời có thể chiếm được chút lợi, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận được kết quả không hay. Điều này là do quy luật nhân quả chi phối, cho nên giữa người với người trong đối nhân xử thế hay trong kinh doanh làm ăn, vẫn nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Không đổi đức lấy lợi. Người ta thường chỉ hay nhìn những điều lợi trước mắt mà quên đi cái đức của bản thân mình. Xã hội hiện đại ngày nay rất nhiều người vì lợi mà quên nghĩa, vì lợi mà lừa gạt hãm hại người khác, thậm chí làm thương tổn người khác, nhưng lại không biết được rằng điều họ thực sự mất đi còn lớn hơn điều họ nhận được. Cái được chẳng bù nổi cho cái mất. Cổ nhân giảng, họa phúc không tự nhiên đến, nó là do con người tự chiêu mời mà đến. Việc thiện hay việc ác đều có quả báo như hình với bóng. Thời cổ đại người ta tin rằng vì tài vật lợi ích mà lừa gạt hãm hại người khác thì chính là đánh mất đi đức và phúc báo của mình.
Trên đây là tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.